Anh ba, anh xin kính em một ly. Chúng ta đều là anh em, cùng chung hoạn nạn mấy mươi năm. Hôm nay em đi khiến anh thật sự... Anh hai đừng nói nữa. Anh hai, nếu không nhờ anh dốc sức cứu giúp, Mã Thiên Phóng em sẽ phải chết trong nhà lao. Ly rượu này em xin kính anh. Em ba, em đừng nhắc đến những việc đã qua nữa. Chúng ta đều là anh em, trước giờ không cần phân biệt. Của anh hai chính là của em. Anh cũng đừng khuyên em nữa. Anh cũng biết gia nghiệp này của em bị vụ kiện không biết từ đâu đến đó, khiến em tán gia bại sản. Phần gia nghiệp này là em lấy tính mạng đổi lấy được. Trước đây em từng thề, nếu để em biết được ai là hung thủ hại em, em nhất định giết chết cả nhà hắn. Nhưng hơn 2 năm qua ở trong tù, xem như em đã hiểu rõ được oan oan tương báo khi nào mới dứt. Bây giờ em bị giày vò đến mức thành bộ dạng như vậy, người cũng bị phế, cũng đã nguội lòng, chỉ còn lại hơi thở này thôi. Giờ em chỉ muốn dẫn theo dân nương với lại Tự Châu bình an vô sự trốn ra khỏi nơi thị phi này, để em có thể sống yên ổn an bình, tận hưởng tuổi già. Thiên Phóng, em yên tâm, nếu anh điều tra ra được ai đi cáo mật, quyết không tha cho hắn. Họ đích thực đều bị đuôi mù, lại đi nói em vận chuyển vũ khí cho bọn loạn đảng. Đến một kẻ loạn đảng em còn không quen biết. Quan uổng quá đi mất. Ly rượu này em uống cạn. Phi Tinh, đưa hoa này lên. Hoa này Phi Tuyết. Phi Tinh, chúng ta cùng hái hoa nhài đem về cho mẹ đi, chắc chắn mẹ sẽ thích. Mẹ, cha, mẹ, mẹ. Mẹ, xem hoa nhài này có đẹp không? Đẹp lắm. Có đẹp không? Dạ đẹp. Mẹ nhìn đẹp thật đó. Chú ba, em dâu, hôm nay cách biệt, không biết khi nào mới được gặp lại. Chị chỉ hy vọng hai em gặp khó khăn, hoặc là đến lúc hai em muốn quay về, nhất định phải về tìm chúng tôi. Chị với Chấn Thiên kính hai em một ly. Anh hai, chị dâu, hai người ân trọng như núi với Thiên Phóng nhà em. Ân tình này cũng chỉ đành đợi sau khi Tự Châu trưởng thành mới báo đáp lại cho anh chị. Bác Châu, Tự Châu, thỉnh ăn với bác. Không được đâu, không được đâu. Cha, đừng có cho anh Tự Châu đi mà. Phi Tinh, đừng quấy. Em ba, em dâu, mọi người cùng uống với nhau đi. Thiên Phóng, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên khởi hành. Mã Thiên Phóng tôi tung hoành giang hồ mấy mươi năm, thật không ngờ lại rơi vào bước đường như vậy. Ra tay! Thiên Phóng! Mẹ! Mẹ! Tố Tâm! Tố Tâm! Mẹ bị sao vậy mẹ? Trên ly có độc. Rượu này. Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ mẹ? Cha, Tố Tâm. Mẹ, Tố Tâm. Mẹ, 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 Tố. Mau, bảo vệ Phi Tinh.
Phi Tinh đi. Phi Tinh. Mẹ, mẹ. Cha, chúng ta phải đi cứu bác Âu, không được nói nhiều như vậy nữa. Đi, mau ẵm Phi Tinh đi, mau. Mẹ, mẹ, cha, cha cẩn thận. Đi mau. Nắm lấy lồng đèn cháy. Cha, chạy mau. Đi tìm em gái con. Mẹ. Mẹ. Phi Tinh. Phi Tinh. Phi Tinh. Anh Tự Châu, em gái bị sao vậy? Phi Tinh bị té trúng vào đầu. Phi Tuyết đi, chạy mau. Tự Châu, chạy mau. Cha, vậy còn cha. Cha. Phi Tinh, Tiểu Tuyết, con cũng chạy mau. Không được, con phải đợi cha con. Chạy mau, ở đây có chú rồi. Đà cô, tại sao cô muốn giết tôi chứ? Cô thật muốn giết tôi sao? Súc sinh.
đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói đi. Chuyện của ông gia có phải có liên quan đến em không? Anh không tin em lại tàn nhẫn vô tình đến vậy. Em có biết em làm như vậy liên lụy bao nhiêu người vô tội không? Mấy ngày tới em không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ở lại trong nhà, không được gặp ai hết. Tiên sinh, giờ nên hạ táng. Nếu qua chính ngọ hạ táng sẽ không hợp với lễ tiết. Đợi thêm lát nữa. Dạ. Đợi thêm lát. Sư phụ. Cho hỏi ông là. Tôi là quản gia ở nhà bác Quý Khang Quý lão gia. Lão gia nhà tôi với ông gia là bạn cũ. Nghe được tin dữ nên cử tôi đến đây phúng viếng. Ngài là thám trưởng phòng tùng bổ Tư Đồ Hòa, phụ trách phá vụ án này. Đã làm phiền thám tử Tư Đồ, mời. Dạ. Ông già, ông yên tâm đi. Ông trời phù hộ ông thượng lộ bình an. Sư phụ, ông Âu Chấn Thiên cũng là một trong những người đứng đầu ở Thông Hành. Sao ngay đến một người đưa tang cũng không có? Cả nhà Âu Chấn Thiên đều chết rất thê thảm, cũng chết vô cùng kỳ lạ. Không phải dạo gần đây đồn rằng khu đổ nát Âu gia có ma sao? Đương nhiên mọi người không muốn dính phải giận xui. Dù không sợ ma, cũng thấy sợ tên hung thủ ra tay độc ác đó. Đây là tang lễ quý phủ gửi. Cả nhà Âu Thị đều bị giết hại. Lễ tang này cũng là do cảnh cục chúng tôi tổ chức. Không có người nào để chuyển lại tang lễ. Thám trưởng Tư Đồ, tang lễ đã đưa không thể nhận lại. Nếu không có bất lợi cho cố nhân, ngài thay mặt nhận lấy đi. Cảm ơn. Lão gia nhà tôi vừa từ kinh thành về, trong nhà có rất nhiều chuyện cần làm, không thể đi được. Tôi cũng phải nhanh chóng quay về. Xin phép trước. Xin phép. Không còn ai đến nữa đâu. Hạ táng đi. Dạ. Mấy người các anh khiêng quan tài hạ táng. Được được. Hạ táng. Nào, sư phụ, người với Âu Chấn Thiên làm sao quen biết nhau? Năm xưa ta đến Hồng Kông phá một vụ án bắt cóc, phải bắt người từ chỗ của Bắc Bang, và Âu Chấn Thiên ra mặt giải quyết giúp cho tôi. Cũng từ chuyện đó tôi nợ ông ấy một ân tình. Ông ấy sống rất có tình nghĩa. Rồi dần dần hai chúng tôi trở thành bạn thân với nhau. Nhưng không ngờ lần này tôi đến Thông Hành phá án lại đã gặp phải vụ án của Âu Chấn Thiên. Tiên sinh, hạ táng xong. Phải rồi sư phụ, con đã mua xong vé thuyền cho Âu Phi Tuyết rồi. Nó ở lại đây, một là sẽ rất nguy hiểm, còn hai cũng không tốt cho nó. Tôi tính cho nó đến Hồng Kông đi học. Mười năm sau, Âu Mai Thị, Âu Chấn Thiên.
Muốn chết đó hả? Ngày nào cũng làm phiền anh ngủ. Quý đại công tử, đã mấy giờ rồi, anh còn nằm ngủ nữa? Trong nhà có một đứa con trai riêng đã đủ lắm rồi, tổng giám đốc. Được, em sẽ nói chuyện chính danh. Hôm nay có một thuyền sợi bông được chuyển đến đây từ Triết Giang. Mua hết toàn bộ. Mua hết. Gần đây họ Tôn đó đang điều binh khiển tướng ở vùng Triết Giang. Không đến một tháng nữa chắc chắn sẽ đánh trận. Anh chắc không? Tuyệt đối không sai. Đợi họ vừa khai chiến, chắc chắn sợi bông ở vùng Triết Giang chuyển tới Đông Nam Á sẽ đứt hàng. Đến lúc đó chúng ta... Đại thiếu gia, tiền trang bị người ta cướp. Cô chủ với rất nhiều người trong đó bị bắt trói lại. Cái gì? Mau, gọi thêm mấy người đi theo tôi. Dạ. Alo, alo. Đừng gấp, chú ý an toàn. Mọi người lùi về sau. Lùi về sau. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Tránh ra, tránh ra. Tình hình sao rồi? Tôi nghe thấy tiếng súng liền chạy đến đây. Cửa chính tiền trang đã bị đóng. Tôi không biết tình hình bên trong ra sao, nhưng có điều trong cuộc đã cử người đến đây. Không kịp nữa rồi, Giang Kiệt, cậu với tôi đi ra phía sau, kêu những người khác trong chừng ở đây. Nghe thấy tôi gọi, các người xông vào. Cô chủ vẫn đang còn ở trong đó, chúng ta đợi thêm một lát. Không còn kịp nữa, đợi nữa người mất rồi. Tránh ra. Trưởng tư đồ cảnh quan Lạc, hai vị đừng có đánh. Người này chính là cậu chủ của nhà quản viên, quý nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, cô, nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, cậu bớt giận. Cô ấy là thám trưởng tư đồ vừa đến của chúng tôi. Nơi này xảy ra vụ án bắn cướp, các người cầm súng trên tay, khó tránh dẫn đến hiểu lầm. Cảnh sát các người bắn nhầm người khác bị thương còn ít nữa sao? Thám trưởng tư đồ, nếu cô thật lấy súng bắn chết tôi, còn có thể lập được một công nữa. Nếu tôi thực sự giết chết anh, nói không chừng còn trừ được một tên cướp cho thành phố. Cô, tránh ra, tránh ra. Đuổi đây. Mau kêu người kéo dây cảnh giới nhanh lên. Người không phận sự đồng loạt lùi lại 5 mét. Dạ, đi theo tôi. Vị thiếu gia thật ngại quá, chúng tôi sẽ xử lý nơi này. Mời anh lùi lại 5 mét. Mắc cười. Là tiền trang nhà chúng tôi xảy ra chuyện, đương nhiên tôi phải lo. Tôi sẽ lo. Chúng tôi sẽ xử lý những chuyện ở đây. Mời anh tránh ra. Cô của tôi và nhân viên đều đang trong đó. Tôi phải vào trong cứu người. Trong đó còn có rất nhiều người dân thường. Tôi phải có trách nhiệm với mọi người. Tránh ra. Cô ấy vào xử lý việc quan trọng. Quý thiếu gia, cậu là ông chủ, chúng tôi nên làm sao? Đưa cho tôi bản đồ của tiền trang. Không có. Không có, anh không biết vẽ hả? Quý tiểu thư, cô đừng có sợ. Chúng tôi chỉ đến cầu tài. Chỉ cần cô đưa chìa khóa của kho tiền ra đây, chúng tôi lấy được tiền sẽ đi. Nếu không đưa, nó không khách sáo đâu. Đưa anh chìa khóa, anh cũng không mở được. Khi nãy chuông cảnh báo reng, cửa kho tiền đã được cho hạ xuống. Nếu muốn mở ra, nhất định phải có 2 chìa khóa. Chỗ của tôi chỉ có 1 chìa, còn 1 chìa nữa đang cất giữ trong quản nguyên hẳn. Cô dám gạt tôi? Mạng của chúng tôi đều nằm trong tay anh, sao tôi phải gạt anh chứ? Hơn nữa trong kho tiền cũng chỉ có 100 mấy ngàn. Tôi không cần thiết chỉ vì chút tiền này hy sinh nhiều người vậy. Cô dám nói dối? Tôi biết rõ các người có một khoản tiền thuế sắp phải đưa qua ngân hàng trung ương. Hiện giờ trong kho tiền ít nhất có 800 ngàn. Cho dù có 800 ngàn tiền mặt, với quý gia chúng tôi, tiền đó có là gì? Tôi không cần thiết phải vì chút tiền đó hy sinh tính mạng của mình chứ. Tôi mặc kệ cô hy sinh mấy mạng người. Tôi muốn hắn phải mau đem chìa khóa đến đây. Đem đến đây. Đừng bắn người. Tôi kêu người đem đến. Mau cho chúng tôi vào. Con tôi ở trong. Tại sao đến giờ chúng còn chưa đưa ra yêu cầu? Chắc chúng đã nhắm trúng tiền mặt đang có trong kho tiền. Đợi khi chúng lấy được tiền sẽ đưa ra yêu cầu với chúng ta, tìm cách làm sao trốn thoát. Chúng không lấy được tiền đâu. Tại sao? Đi. Cô ơi, cô không sao chứ? Không sao. Anh thả cô tôi ra, muốn cái gì tôi đều cho anh. Rất đơn giản. Đem chìa khóa đó đến đây cho tôi. Tôi thả cô ấy ra. Chìa khóa không ở chỗ chúng tôi. Tôi cử người đi lấy về. Anh đợi thêm chút. Được thôi.
Cô ơi, cô ơi, Tiền Gia, Tiền Gia, thấy sao hả? Tôi bắn súng cũng được đó chứ. Xem ông ta chịu được bao lâu. Đi. Cô ơi, cô ơi, anh bình tĩnh lại. Tiền Trang chỉ có hai lối ra vào, chắc chắn chúng sẽ chạy ra từ cửa sau. Nhiệm vụ chủ yếu hiện giờ của chúng ta chính là ổn định tâm trạng của chúng, để tránh chúng tổn thương người nữa. Tiền Gia, Tiền Gia, ông ấy không chịu nổi. Các người mau thả ông ấy ra đi. Không được. Quý tiểu thư, tôi còn nhớ tôi từng nói với cô, chúng tôi chỉ đang cầu tài, đừng để bọn họ ép chúng tôi. Bây giờ tốt nhất cô mong cho họ mau đem chìa khóa đến đây. Tôi quen thuộc địa hình trong đó, để tôi đi. Cứ để tôi. Anh đi, bọn chúng sẽ thấy cảnh giác. Tôi có thể hóa trang thành thư ký của quản nguyên hẳn. Bọn chúng không đề phòng một cô gái đâu. Đem chìa khóa đến rồi, tôi cử thư ký của tôi đưa chìa khóa cho các người. Đường đường là thám trưởng Tư Đồ, từ khi nào lại trở thành thư ký của quản nguyên hẳn? Khả năng bắn súng của thám trưởng Tư Đồ rất giỏi, tôi không thể trông chừng cô. Đuổi người khác vào đi. Để tôi. Không cần. Cậu cũng không được. Quỷ thiếu gia võ công rất cao, cậu vào đây tôi không thể yên tâm. Để tôi vào. Anh, tôi tên Quý Nhạc, đệ thiếu gia Quý Gia. Tôi đưa chìa khóa cho anh. Một, tôi không biết võ công, hai, chưa từng cầm súng. Vậy anh có thể yên tâm rồi chứ? Được thôi, cậu cầm chìa khóa đó qua đây. Đưa tôi chìa khóa. Người trong nhà các anh đầu óc đều có vấn đề hả? Anh tôi rất hâm mộ Sherlock Holmes. Cô hiểu gì chứ? Không phải cậu muốn vào đây sao? Sao lại ngồi đó? Sợ rồi hả? Đem chìa khóa qua đi. Tôi có thể đem qua đó, nhưng có điều, anh phải mở cửa ra trước đã. Anh để tôi thấy được tình hình bên trong ra sao. Nếu không tôi đem chìa khóa vào trong đó, kết quả mọi người đều chết hết. Nói xem vụ buôn bán vậy, lỗ nặng rồi. Không sợ tôi bắn chết cậu à? Tôi ngồi đây chính là để anh bắn súng tiện một chút. Tôi nói anh nghe, anh bắn chết tôi rồi, anh cũng không lấy được chìa khóa. Cùng lắm thì hai chúng ta mất cả chì lẫn chài. Nếu anh cảm thấy mạng của tôi đáng tiền hơn số tiền mặt trong đó thì mau ra tay. Cậu muốn chơi với tôi sao? Cậu còn chưa đủ tư cách. Anh không hiểu ý rồi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi muốn anh mở cánh cửa đó ra, để tôi nhìn thấy những người bên trong có phải đều bình an không, thì tôi sẽ đưa cho anh chìa khóa. Anh bắn chết cô ta hay tôi cũng vậy. Không lấy được chìa khóa, không lấy được tiền. Đạo lý này anh phải hiểu. Im đi. Đại ca, anh đồng ý với anh ta đi. Dù gì chúng ta có súng, không cần phải sợ. Cô ơi, cô vẫn ổn chứ? Nói chứ bộ đồ cô mặc nhìn cũng rất đẹp. Chỉ có cô mặc hợp, người khác mặc không hợp. Không sao. Con hả? Vừa mới quen một thợ may. Hai ngày nữa con kêu người đến may cho cô. Đừng nói nhiều. Mở cửa ra. Không đúng. Đột nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện. Sao lại không được? Ngươi thật khốn kiếp. Nói lời phải giữ lời chứ. Không không, không phải. Anh xem, tôi vừa nhìn sơ qua các người có khoảng 5 người. Nói xem 5 người các anh cầm nhiều tiền đến vậy. Tôi đưa chìa khóa này cho các anh, thì các anh phải cử 2 người đến kho tiền sao? À không, 2 người không đủ. Nói sao cũng phải cử 4 người. 4 người vào kho tiền, còn lại 2 người ở đây. Nhìn nhiều người như vậy. Tôi nói anh nghe, sau kho tiền có một cửa sau thông với con đường bên ngoài. Cầm lấy tiền trực tiếp bỏ trốn. Không nhìn ra được, thằng thúi cậu còn biết dùng kế đi gián. Tôi nói cậu biết, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ một huynh đệ nào. Không phải tôi ly gián, từ các anh suy nghĩ thôi. Thật ra bọn người đó không có gì quan trọng.
hay là gì? Anh thả bọn họ ra. Tôi vào trong. Tôi vào trong làm con tin cho các anh. Đại thiếu gia của quý gia chắc chắn mạng của tôi đáng tiền hơn bọn họ. Anh xem, tôi đem chìa khóa vào trong đó. Sau đó năm người các anh chỉ bắt một mình tôi. Chúng ta vào kho lấy tiền, lấy xong bỏ trốn, cảnh sát không dám đuổi theo. Lỡ như các anh thấy tiền mặt vẫn chưa đủ, bắt tôi theo có thể đòi thêm một chút đúng không? Thông minh. Nói tới nói lui, chẳng qua cậu muốn tôi thả bọn người này ra. Được thôi. Được. Tôi thấy quý thiếu gia có chút nghĩa khí, cũng rất can đảm. Bọn người này tôi đều có thể thả, nhưng mà cô chủ của quý gia và cậu tôi đều phải giữ. Nhạc Phi, đừng mà con. Cậu qua đứng bên cạnh cửa. Tôi thả người. Được rồi, tuy có hơi mệt chút, tôi cũng lười tính toán với anh. Làm vậy đi. Anh hai cẩn thận. Đi, đi mau. Đi hết. Mau, giải cứu con tin. Cảm ơn đại thiếu gia. Mau lên. Tiền gia cẩn thận. Mau. Cẩn thận. Văn Kiệt, Văn Kiệt, vị thiếu gia, bây giờ chúng ta làm sao? Chắc chắn họ trốn ra từ cửa sau. Chúng ta qua đó. Tôi đã sắp xếp người canh chừng cửa sau. Các người ở đây canh chừng được rồi. Đó là anh tôi phải cứu anh ấy. Mấy người các anh canh chừng ở đây. Dạ. Thiếu gia, thấy sao rồi? Đại ca, trên người không có gì. Đi, đi. Người đâu? Mau. An Lạc, sao rồi? Trong đó còn chưa có động tĩnh gì. Anh đã thông báo với mọi người đang sống trong hẻm, kêu họ tuyệt đối không được ra ngoài. Kho tiền chỉ có thể mở bên trong. Chỉ có một mình cô tôi có chìa khóa. Cửa thông gió thông đến đâu? Thông vào bên trong tiền trang, nhưng nó nhỏ quá, cô không thể chui vào trong. Kho tiền cách cửa bao xa? Cách ba tấm tường dày khoảng hơn một thước. Tôi vào cửa thông gió. Lúc này chắc chúng đều đang ở trong kho tiền, chắc không nghe được đâu. Tiểu Tuyết, em đi một mình rất nguy hiểm. Không sao, chỉ có mình em có thể chui vào cửa thông gió. Các anh bên ngoài canh chừng, tuyệt đối không được ra tay. Khoan đã. Sau khi cô vào trong, bên tay trái có một cánh cửa, sau đó là hành lang. Quẹo hai lần là đến được kho tiền. Các cậu, mau mau, cầm theo súng, khom xuống, mau khom xuống. Cô mở đi. Mau. Còn một cánh cửa nữa. Vào trong.
Đại ca, lần này chúng ta phát tài rồi. Ở đây có 800 ngàn, xài cả đời không hết. Đừng nói nhiều, nhanh lên. Được được, cho anh đại ca. Lấy hết đi. Tốt nhất hai người đừng có giỡn trò. Đưa hai người ra ngoại thành sẽ thả hai người. Biết chưa? Xong chưa? Xong rồi, mau đi. Đi. Cô không cảm thấy không khỏe chứ? Cô ơi, cô sao vậy? Cô à, sao vậy? Cô bị tái phát bệnh cũ, làm ơn giúp tôi. Đúng vậy, các người lấy được tiền rồi. Bây giờ mau chạy đi. Đại ca, lấy được tiền rồi, đi thôi. Không được. Đứng yên. Theo tôi. Đại ca mau chạy đi. Tiểu Tuyết, anh Lạc bắt lại đi. Đứng yên, đứng yên. Cô không sao chứ? Không sao. Đứng yên đó. Có mìn. Có quả mìn. Thám trưởng. Thám trưởng, tại sao không canh giữ ở trước cửa? Có quả mìn. Đây là quả mìn sao? Quả mìn sao? Tiền gia sao rồi hả? Tiền gia đã được đưa vào bệnh viện. Cô ơi, không sao. Ngoan ngoãn chút. Ngoan ngoãn chút. Sao anh lại đánh người? Làm gì vậy? Lại dám cướp tiền trang nhà ta. Giờ anh ta là phạm nhân của tôi. Anh đánh anh ta là phạm pháp. Dám bắn tiền gia bị thương. Anh chết chứ tôi. Anh dám cản trở công vụ. Tôi sẽ bắt anh. Phong Nhi, bỏ súng xuống mau. Đừng lỗ mãng. Em làm gì vậy? Người ta cũng vì công việc. Thám trưởng, như vậy được không? Tiền trang Quảng Nguyên nằm ở bên cạnh. Nếu cô không chê, có thể qua đó lấy khẩu cung. Lấy xong khẩu cung sẽ đưa cô về nhà. Như vậy được không? Dân Kiệt dẫn theo người canh chừng trước cửa tiền trang. Ngoại trừ người của thám trưởng, không ai được vào trong. Tôi biết rồi. Đại thiếu gia, ở đây anh chỉ huy hay là tôi chỉ huy? Cô chứ, cô chỉ huy. Nhị thiếu gia, cô chủ không bị sao chứ? Không sao, nói với gia tôi chưa? Lão gia nói sẽ mau quay về đây. Tiền gia vẫn đang trong bệnh viện, mau cử người đến đó xem sao. Dạ, tôi biết rồi. Đi thôi. Chú Toàn, vị này là thám trưởng Tư Đồ. Thám trưởng Tư Đồ. Mời vào trong. Quý tiểu thư, tôi muốn được hỏi bà trước. Được. Cô dạy chúng ta ra ngoài trước. Đi đi. Sáng sớm hôm nay có xảy ra chuyện khác thường nào không vậy? Không có. Lúc tôi đến, Điền gia đã đến rồi. Bao nhiêu năm nay trước giờ chú ấy đến rất sớm để mở cửa tiền trang. Vậy trước đây bà có từng gặp mặt mấy tên cướp hôm nay không? Không có, chưa từng gặp. Theo anh thấy việc xảy ra hôm nay sao? Toàn dân liều mạng hoặc có thể bị người sai khiến. Quý gia chúng ta ở Thông Hành, trên đến lãnh sự nước Anh, dưới đến các môn các phái, ai cũng đều nể mặt chúng ta. Không ai dám có ý đồ với quý gia chúng ta. Nhưng cách làm của những tên cướp này không giống từng đi cướp, càng không giống với người đi lại trên giang hồ. Nhưng mà em thấy những người đó cũng rất hiểu quý gia chúng ta. Bình thường trong kho của tiền trang lại có nhiều tiền mặt đến vậy à? Bình thường trong kho chúng tôi nhiều nhất để 400-500 ngàn. Hôm nay là bởi vì thương hội muốn có một món tiền thế chấp, muốn đưa đến ngân hàng trung ương, vậy nên tiền mặt ở trong kho mới hơi nhiều. Còn có ai biết thông tin này nữa không? Ngoại trừ tôi, tiền gia, còn có hội trưởng Ngô của thương hội muối nữa. Những người khác chắc là không biết gì về chuyện này. Nói như vậy mấy tên cướp đó đã chọn ngày lành đến cướp. Trả tiền đi.
trả tiền. Sao bên ngoài lại có nhiều người vậy? Phong Nhi, hình như bên dưới có người gây sự. Cô xem. Nhị thiếu gia, nhiều người nghe nói tiền trang chúng ta bị cướp, sợ xảy ra chuyện gì đều đến tiền trang đòi rút tiền. Chú Toàn, chú ở lại với cô, tôi và anh đi xem. Chúng ta qua đó xem. Tôi cũng đi. Tôi muốn rút tiền. Mau cho chúng tôi rút tiền. Đừng nóng vội. Yên lặng, yên lặng. Tôi muốn rút tiền. Yên lặng. Xin mọi người yên lặng, nghe tôi nói. Tôi tên Quý Nhạc, là đại thiếu gia của Quý gia. Tiền trang quản nguyên chúng tôi vừa mới bị cướp tiền, đích thực có thể bị tổn thất chút. Các người tổn thất, chúng tôi không thể chịu thay. Mọi người nói phải không? Phải, phải. Nghe tôi nói. Tiền trang quản nguyên chúng tôi bị tổn thất, tự chúng tôi chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, gửi tiền vào chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn. Sao tôi phải tin anh? Tiền trang quản nguyên các người bị niêm phong, tiền chúng tôi đâu? Tiền của chúng tôi phải làm sao? Tạm thời niêm phong để cục cảnh sát tiến hành điều tra. Các người xem vậy có được không? Ở bên cạnh chính là quản nguyên hãng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mở một quầy tạm thời ở bên đó. Các người ai muốn rút tiền cứ qua bên đó, không vấn đề gì. Mọi người nghe đi, tôi là Tư Đồ Tuyết, cục cảnh sát. Trong này có 800.000, chúng tôi đoạt về từ tay bọn cướp. 800.000 nhiều quá. Thám trưởng, tôi cũng biết số tiền này cần phải đem về cục cảnh sát mới trả lại cho mọi người được, đúng không? Nhưng cô xem làm như vậy được không? Mọi người thấy nóng lòng, chi bằng chúng ta cho đăng ký ở tại đây. Được. Ai muốn rút tiền mời đến cửa trước quản nguyên hãng xếp hàng. Nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi sẽ đăng ký. Mọi người xin xếp hàng. Được rồi, xếp hàng đi thôi. Chú ơi, tôi muốn hỏi chú chuyện này. Là ai nói với chú tiền trang chúng tôi bị cướp tiền vậy? Trong tiệm trà có người nói tiền trang quản nguyên bị người ta cướp, cướp đi hơn 2 triệu đồng. Em, chuyện khách rút tiền em theo sát một chút. Số tiền này chắc đủ để chi đến ngày mai. Cô sẽ điều động tiền từ ngân hàng khác về đây ứng phó, yên tâm. Anh muốn đi đâu? Anh đi thăm tiền gia. Bác sĩ, cho hỏi tiền gia ở đây phải không? Đang trong đó, vào trong đi. Được, cảm ơn. Tiền gia, tôi là Quý Nhạc, đại thiếu gia. Đồng hồ này đưa cho bà Thẩm sống ở đường Khổ Thủy. Tiền gia, tiền gia. Cậu tên họ là gì? Người ở đâu? Đừng có tốn công, nói cho anh biết làm gì. Tôi nói cậu biết, nói cái gì cũng vô ích. Ba đồng đảng đó của cậu hiện giờ đã chết rồi. Bây giờ cậu giúp chúng tôi tìm ra được tên đã trốn thoát. Chúng tôi còn có thể cầu xin giúp cậu xử phạt nhẹ chút. Nghe thấy chưa? Bỏ đi, đừng hỏi nữa. Hỏi cũng vô ích. Dẫn anh ta xuống đi. Không thẩm vấn. Dẫn anh ta đi. Dạ. Nghe giọng nói của anh ta chắc là người Hồ Nam. Vậy đi, anh đi tìm một người biết nói tiếng Hồ Nam đến đây, nhốt chung chỗ với anh ta. Tiểu Tuyết giỏi thật. Vào trong cho ta. Tên khốn nhà ngươi còn không khai ra, ta đánh chết ngươi. Nhìn cái gì? Anh mới vào đây hả? Chưa bị đánh sao? Tôi thấy quần áo của anh là biết bọn họ chưa ra tay với anh.
Anh là người Hồ Nam, người Linh Vũ. Anh cũng vậy à? Tôi là người Quảng Nghi. Có biết có những người nào đến tìm bọn họ không? Người đứng đầu tên là anh Hoàng, lần nào cũng liên lạc một chiều người đó. Họ chưa từng gặp người đó. Pháo tạo khói hôm nay xuất hiện vô cùng kỳ lạ. Chắc là bọn chúng còn có người tiếp ứng. Biết bọn họ dừng chân ở đâu không? Bọn họ đều không quen thuộc đường, chỉ là nhớ có một ngã tư, có một tấm biển lầu rất lớn. Sáng sớm ngày mai chúng ta cầm hình anh ta ra ngoài tìm thử. Được. Mẹ. Phong Nhi. Mẹ. Má Trường nói mẹ không khỏe. Không có, chỉ là mấy ngày nay thời tiết không được ổn nên mẹ hơi bị cảm thôi. Con đi gọi bác sĩ khám cho mẹ. Không cần, uống mấy thang thuốc trung y là khỏi. Trung y không hiệu quả, con đi kêu bác sĩ kê thuốc tây cho mẹ. Uống thuốc tây vào, vừa uống là hết. Mẹ, mẹ không uống, mẹ chỉ uống thuốc trung y. Ngược lại con, thuốc bác sĩ tây đã kê cho con uống, phải uống nó điều độ. Không sao, bệnh đó của con bao năm nay không bị tái phát. Đích thực là vậy, bao năm nay đều không tái phát. Xem ra mấy viên thuốc tây đó có hiệu quả thật rồi. Dạ. Anh hai con đâu? Con không biết anh hai bận việc gì. Con tìm anh ấy nhưng mà không thấy. Cái thằng này ngày nào cũng chỉ để một mình mẹ ăn cơm, thật rất tẻ nhạt. Phu nhân, nhị thiếu gia, chú Toàn, có chuyện gì? Nhị thiếu gia, lão gia về rồi. Không phải bác Khang đến Hồng Kông rồi sao? Có thể do bận chuyện gì đó nên quay về. Vậy con đi trước, lát nữa mẹ qua đó, nhanh lên. Chú Toàn, cha tôi không ở trong thư phòng sao? Lão gia đến thẳng tiền trang rồi. Bọn người đó rất quen thuộc chúng ta, biết được thân phận của em. Hơn nữa nhận ra Phong Nhi, Nhạc Nhi. Điều chủ yếu nhất, biết được trong kho tiền chúng ta hôm nay có nhiều tiền mặt. Xem ra phía sau có người thông báo tin tức cho bọn họ. Quen thuộc với chúng ta cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Quan trọng hơn, làm sao họ biết được hôm nay chúng ta phải đi đóng tiền thuế muối chứ? Chắc chắn không phải người tầm thường. Từ thân thủ của bọn chúng, em có nhìn ra lai lịch của bọn chúng không? Ngoài trừ là người đứng đầu đó có biết được một chút võ công ra, những người khác cũng chỉ có sức mạnh cơ bắp, không giống cao thủ. Cha, chú Toàn nói con đã treo tiền thưởng. Dạ, con lấy mấy tấm hình của bọn người đó treo bên ngoài rồi. Nhìn ra bọn chúng là ai không? Đều lạ mặt, giờ chưa từng gặp qua. Người còn sống bị nữ thám trưởng đó đưa về cục cảnh sát. Nhưng mà con có một chuyện này con cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện gì? Con còn không nhận ra nữ thám trưởng mới của cục cảnh sát nữa. Nhưng mà tên cướp đó vừa nhìn là nhận ra. Cục trưởng Hồ có nhắc với cha về cô ấy. Cô ấy đến chưa được bao lâu, vẫn chưa đi ra ngoài thường. Chú Toàn, lão gia, tiền gia ra sao rồi? Không thể cứu được. Đại thiếu gia đã đến thăm, căn dặn tôi lo việc hậu sự. Tiền gia cũng không có người nhà. Tiền gia làm ở Quảng Nguyên lâu năm, lần này gặp phải đại hạn, phải lo chu đáo hậu sự cho ông ấy. Dạ. Đợi một lát, tôi hỏi anh. Anh có? Không, tôi không biết. Anh có quen người này không? Chưa từng gặp. Chỉ cho tôi hỏi, chỉ có gặp người này không? Không biết. Anh có quen người này không? Tôi không quen. Ai cũng nói không quen biết, còn có người đến nhìn cũng không chịu nhìn. Người dân ở đây đều sợ dính dáng đến cảnh sát, càng sợ rước phiền phức vào người.
Có cách rồi. Tiểu huynh đệ, anh hai tôi được người ta gọi đến thông hành buôn bán, không biết làm sao, không tin tức gì hết. Người này có hơi quen. Sao? Anh nhìn kỹ lại nữa xem. Nhà thứ ba con hẻm phía sau, đặt công phần ở chỗ chúng tôi, hàng ngày đem đến trước cửa đúng giờ. Một người ra ngoài để mở cửa, hình như là anh ta. Con hẻm phía sau. Mở cửa. Mở cửa. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chúng tôi muốn tìm người sống ở trong căn nhà này. Căn nhà của tôi hiện giờ đang trống, không có ai ở. Vậy ông từng gặp người này chưa? Chưa từng gặp. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không có gì. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông chứa chấp ăn cướp. Không có, không có. Quan uổng cho tôi. Mấy người làm công việc nặng từ Hồ Nam đến ở, không hề có liên quan gì đến tôi hết. Mở cửa nhà ra xem. Vào trong. Biết điều chút, đứng yên đây. Anh, quý đại thiếu gia, anh tìm quý tiên sinh sao? Không có nhà, trưa về đây một lát lại đi ra ngoài nữa. Cảm ơn. Qua đây, đáng ghét. Uống chút nữa nào. Qua đây. Đáng ghét quá. Nào nào, đặt xong lấy tay lên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Nhỏ đi, nhỏ. Nhỏ. Hôm nay tôi rất may mắn, đều là của tôi. Bảo bối cầm đi, tốt quá rồi. Mau mau đi. Có tiền nữa không? Có tiền thì đặt đi, hết tiền ra ngoài. Muốn uống gì hả? Whisky? Dạ được. Ly này của bàn đó. À Tuấn xem, đây là ông râu dài bên đó mời. Mau mau đặt đi, cảm ơn. Quý nhạc, đại thiếu gia đến rồi. Nghe nói hôm qua nhà các anh xảy ra chuyện, tiền trang của cha tôi bị người ta cướp. Có biết ai làm không? Vẫn chưa có tin. Lão Hạ gửi tin về đây nói trang bị được chuyển đi lần trước bị người ta cướp giữa đường. Ai làm? Bọn thổ phỉ dùng gian tay. Nhưng mà lão Hạ hy vọng cậu có thể tìm ra được một con đường vận chuyển an toàn hơn. Tôi suy nghĩ lại đã. Không thể xảy ra sự cố nữa. Em tôi đến rồi, hôm khác nói tiếp. Được. Đây, tôi đặt tiền ở đây. Ai đặt nữa nào, còn ai đặt nữa? Nào nào. Được, được. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Anh sao rồi hả? Nhóc con cậu thích gạt người khác nhất. Tôi không tin đó. Tôi theo. Tốt quá rồi, lại thắng nữa. Tôi lại thắng nữa rồi. Là bọn họ. Ông còn nhớ có người nào từng đến tìm họ không? Không có, tôi nói thật. Họ cũng không đi ra ngoài, cũng không ai đến tìm họ. Ngoại trừ gì hả? Ngoại trừ có một ngày tôi đi ngang qua cửa phòng bọn họ, tôi nghe thấy có tiếng người phụ nữ đang nói chuyện. Phụ nữ? Có quả mìn kìa.
Tôi còn nghĩ là kỹ nữ họ đem về nhà. Ở trên đường này buổi tối có người ra đứng đường, giá cũng rẻ. Được rồi, hắn còn nói gì nữa không? Tôi thật sự không nhớ nổi. Vào trong. Đi, qua đây. Đi, qua đây. Ông quen anh ta không? Không không, tôi không quen. Rốt cuộc có quen hay không? Quen quen, cậu ta, bọn họ cùng một bọn. Được rồi, ông về trước đi, có gì tôi tìm ông. Cảm ơn trưởng quan. Không xuống. Ngoan ngoãn chút. Các người đều là người làm việc nặng nhọc. Làm sao cô biết? Nhìn dấu hằn trên vai, chắc là do khiêng đồ nặng mới gây ra. Vết chai sạn trên tay, chắc do dây thần siết chặt gây ra. Xem ra các anh đều là những người sống nhờ vào sức lao động. Rất đáng thương. Anh có biết ba người này tên họ là gì không? Tại sao phải nói cô biết? Không có gì. Chỉ là tôi tính nếu như anh biết được ba người bọn họ tên là gì, vậy ngày mai tôi sẽ kêu người mua ba quan tài chôn bọn họ ở ngoại thành, sau đó sẽ đem tên của họ viết lên trên bi mộ, tốt xấu cũng xem như an nghỉ dưới lòng đất. Nhưng mà nếu như anh không biết được bọn họ tên gì, tôi chỉ đành quăng bọn họ ra ngoài bãi tha ma cho chó ăn thôi. Đứng dậy. Tôi quen, tôi quen. Mời. Hội trưởng quý, tôi vừa mới mồi xong một gói thuốc. Ông gọi điện thoại đến, tôi lập tức bỏ xuống đây. Phải rồi. Hôm nay tôi nghe nói tiền trang nguyên chúng ta bị cướp, tôi lập tức cử người đến nhà chúng ta bảo vệ. Tôi sợ làm tẩu phu nhân phải sợ. Hiếm khi cục trưởng Hồ nghĩ chu đáo như vậy. Tôi nghe nói bắt được một tên cướp ngay tại hiện trường. Sao vậy? Vậy tôi phải đi hỏi liền. Hỏi liền. Là ai đưa ra chủ ý đến cướp tiền trang? Anh Quân. Cũng không phải. Anh ấy nói cũng là một người khác sai anh ấy làm. Là ai? Tôi không quen. Báo cáo thám trưởng Tư Đồ, cục trưởng Hồ tìm chị đến phòng của ông ấy. Bây giờ sao? Dạ, kêu chị lập tức qua đó. Ông đến Hồng Kông nghe nói chuyện của lãnh sự Peter chưa? Nghe nói đã được quyết định. Lãnh sự Peter sắp nhậm chức tổng đốc Hồng Kông. Tốt quá. Ông thân với ông ấy vậy. Vậy sau này báo cáo. Vào đi. Cục trưởng, ông tìm tôi. Thám trưởng Tư Đồ, để tôi giới thiệu cô quen. Vị này chính là hội trưởng của hội thông thành chúng ta, Quý Bắc Khang, Quý tiên sinh. Vị này là thám trưởng Tư Đồ vừa mới nhậm chức của chúng tôi. Cô ấy phụ trách vụ án của tiền trang Quảng Nguyên. Chào cô thám trưởng Tư Đồ. Đã làm phiền. Tố Tâm, thật sự rất xin lỗi cô. Tôi thật sự không biết gì. Tôi cũng không cứu được cô. Nếu như tôi biết được chuyện đó, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh ấy làm vậy. Tố Tâm, cô tha thứ cho tôi. Thám trưởng Tư Đồ. Thám trưởng Tư Đồ. Hội trưởng quý, tôi đang tính ngày mai đến gặp mặt ông. Có chuyện gì sao? Có mấy vấn đề muốn được hỏi rõ ông. Xin mời. Ngồi xuống nói đi. Dạ. Tôi nghe cô chủ của nhà ông nói, bình thường trong kho tiền của tiền trang sẽ không để nhiều tiền mặt như vậy. Đúng. Hôm qua do có một khoản tiền mặt, chính là tiền thuế thương hội muối, đã đến hạn nộp. Quý tiên sinh, ông có quen mấy người này không? Chưa gặp bao giờ. Vậy sao? Thám trưởng Tư Đồ, tôi gọi cô đến để hỏi xem vụ án điều tra đến đâu rồi, không phải kêu cô đến tra hỏi quý tiên sinh. Tôi chỉ làm theo như thông lệ thôi. Được rồi, vụ án tiến triển sao rồi? Hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì. Không phải bắt được tên cướp còn sống sao? Không thẩm vấn ra được khẩu cung à? Điều anh ta biết cũng không nhiều. Người đứng đầu bọn họ đã chạy thoát.
Tôi tin chắc vụ án lần này chắc chắn có người sai khiến phía sau, hơn nữa là một người rất quen thuộc với tình hình Tiền Trang Quảng Nguyên. Tốt tốt, tốt quá rồi. Lại thắng nữa, tốt quá rồi. Đại thiếu gia, tôi biết rồi. Dạ. Hôm nay rất may mắn. Đừng đi, đừng đi. Chơi thêm lát nữa đi. Sao vậy, tôi hết tiền rồi à? Tốt quá. Lại đây, bảo bối. Mời vào. Cục trưởng, thám tử Từ Đồ, tôi có việc gấp báo cáo. Chuyện gì? Có tung tích của tên cướp đứng đầu. Vậy sao? Cục trưởng, tôi đến đó xem sao. Đi đi. Cục trưởng Hồ, tôi có chuyện nhỏ nhờ ông giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Nói đi. Sơn sườn nhỏ. Em biết rồi, em đi trước nha. Đưa anh chìa khóa. Đi đâu? Núi Bạch Dân. Anh Hoàng đã chạy thoát được đó. Rất có khả năng đang ở miếu quan ở sườn núi Bạch Dân. Có tin không? Tất nhiên rồi. Em đi khắp nơi tìm người còn treo tiền thưởng, cũng không có tin anh lại có. Nhị thiếu gia, ở Thông Thành quý gia có quyền có thế, có người theo xu nịnh, nhưng mà em đừng quên cũng có người muốn chê cười mình. Không phải họ có rất nhiều việc không muốn nói cho tổng giám đốc em biết sao? Ngược lại luật sư nghèo như anh có chuyện gì cũng nói cho anh biết. Anh kêu bé con đi tìm Văn Kiệt hả? Đúng. Văn Kiệt có tin lời bé đó nói không? Anh với Văn Kiệt có ám hiệu, nói hiểu liền. Quý đại thiếu gia, em thật không biết trong đầu anh đang chứa những thứ gì nữa. Là cô à? Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có thấy người nào vào trong không? Có, tôi không dám đến gần, sợ đánh rắn động cỏ. Phía trước có một cửa lớn, bên hông có cửa sổ rách, hai bên còn lại đều là tường, không có đường. Có mang theo đồ hết chưa? Có. Đại thiếu gia, cậu cũng cầm một cây đi. Đừng. Tôi không cần. Đưa tôi cũng không biết dùng. Tôi ở lại đây đợi. Văn Kiệt, anh đi theo tôi. Những người khác canh chừng kỹ hai cửa. Cẩn thận nha. Dạ. Lấy được bao nhiêu tiền? Tiền tôi chưa đếm. Lúc bọn họ ra ngoài đã cầm 4 cái túi theo, nhưng đều đã bị bắn chết. Tôi lấy ra được một túi như vậy, chắc khoảng mấy trăm ngàn. Không phải cô nói số tiền này đều thuộc về chúng tôi sao? Số tiền này các anh dùng mạng mình để đổi lấy, đưa các anh cũng là điều nên làm. Vậy em gái tôi đâu? Cô từng hứa với tôi có thể dẫn nó đi. Đó. Em gái. Em gái. Cẩn thận. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ai làm hả? Tiền đâu? Văn Kiệt, ra ngoài xem đi. Dạ. Đứng yên đó, đừng có đánh. Đứng yên. Đại thiếu gia, thám trưởng Từ Đồ, sao các người ở đây? Thám trưởng cũng đến rồi. Anh Lạc, các cậu,
trông chừng kỹ. Các anh ở đây đợi đi. Đi. Ở yên đó. Anh đã giết anh ta. Lúc tôi vào đây anh ta chết rồi. Tham trưởng bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Tiền đâu? Không nhìn thấy, không có gì ở đây. Không chừng giấu ở đâu đó. Đi tìm xem. Mấy người các cậu tìm, máu vào tim. Sao các anh đến đây? Tại sao các người lại đến đây? Chúng tôi nhận được tin có kẻ hiểm nghi trốn ở đây. Chúng tôi cũng nhận được tin như vậy, đúng không? Các anh biết tin không báo, tự ý xử lý tên cướp. Cảnh quan Lạc, có. Tôi nghi ngờ họ có liên quan đến cái chết của kẻ hiểm nghi. Đưa về cục. Chúng tôi, được thôi. Vừa hay có cơ hội được nói chuyện với lại thám trưởng. Đi. Hai người các anh lên xe với tôi. Đích thần tham trưởng làm tài xế. Tay tôi. Không cần lục soát, người tôi không có súng đâu. Có tôi cũng không biết dùng. Đi. Tham trưởng Tư Đồ, súng của tôi được đặt làm riêng. Nếu làm hư cũng không đền nổi đâu. Sao? Nếu làm hư tham trưởng lấy mình đền cho em đủ chưa? Nhà chúng ta không cần con cọp. Các cậu về trước đi. Nhị thiếu gia. Tham trưởng Tư Đồ, tôi thấy bận rộn suốt nửa ngày rồi. Anh em tôi cũng đã mệt nên quay về nghỉ ngơi đi. Im đi. Hai người liên quan đến cái chết của anh Hoàng, không nói rõ ràng đừng hòng đi. Tôi khuyên cô đừng tốn công. Tôi bảo đảm chúng tôi vào 5 phút là sẽ ra ngoài thôi. Làm gì vậy? Thám trưởng người ta khó khăn lắm mới đón chúng ta quay về đây. Vào trong ngồi lát. Lễ phép. Phải biết lễ phép. Đừng nói nhiều. Nếu không thì tôi sẽ còng hai người lại đó. Thám trưởng Tư Đồ không hay rồi. Tên cướp Dương Ngũ đó chết rồi. Cái gì? Hai người đi theo tôi. Hai người không thích hợp đến hiện trường đâu. Đi. Đi bên này. Chị xem. Đúng, là ở đây. Treo cổ chết ở chỗ này. Treo chỗ này. Tôi hỏi anh, hôm nay có ai đến đây? Không, không có ai. Thật sự không có sao? Không, không có. Có. Hỏi anh thêm lần nữa, rốt cuộc là ai? Có, thám trưởng Tư Đồ. Cô, đừng hỏi nữa. Tại sao hả? Là cục trưởng Hồ và Quý Bắc Khang lão gia đến đây. Tay. Họ ở lại đây bao lâu? Tôi không biết. Cục trưởng Hồ vừa đến đã căn dặn tôi ra ngoài. Tôi về phòng trực ban. Cũng không biết là tại sao lại nằm ngủ quên mất. Sau khi tôi thức dậy, tôi phát hiện Dương Ngũ treo cổ chết ở đây rồi. Cửa vẫn luôn được khóa, không có ai mở. Không có mở. Cục trưởng Hồ và Quý lão gia cũng luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng giam. Tôi nói cậu biết làm việc phải vận dụng đầu óc. Anh nói gì vậy? Anh muốn làm gì hả? Làm gì?
Làm gì? Tiểu Lạc, có chuyện gì? Anh ta thả Quý Nhạc, Quý Phong ra. Họ là nghi phạm quan trọng của tôi. Anh có quyền gì thả họ? Thám trưởng Từ Đồ, tôi làm vậy cũng vì tốt cho cô. Quý gia vừa mới xảy ra vụ án lớn, cô lại bắt hai người họ. Lỡ như bị báo đài biết được, lại nói cảnh sát chúng ta không phân trắng đen thị phi, không bắt được tội phạm, ngược lại bắt người bị hại. Tới lúc đó chúng ta gặp phiền phức lớn hơn. Đội trưởng Khương, cảm ơn anh nghĩ cho tôi. Nhưng mà vụ án của tôi không cần người khác lo. Không cần đuổi theo. Là cục trưởng Hồ ra lệnh thả ra. Đợi đã. Hội trưởng Quý, tôi muốn nói với ông một câu. Trước giờ tà không thắng chính, chính là chuyện bất nghĩa tất phải chết. Tôi thật sự không tin có tiền là có thể một tay che trời. Tôi nhất định sẽ điều tra ra sự thật, kẻ đứng đằng sau sai khiến, xử theo pháp luật. Thám trưởng Từ Đồ, Thông Thành có vị thám trưởng chấp pháp công bằng như cô, cũng là may mắn của người dân chúng tôi. Đợi cô sớm ngày phá được án, có chuyện gì cần đến tôi hỗ trợ, cô cứ việc nói ra, Quý mổ tôi giúp đỡ hết sức. Có câu nói này của ông tôi thấy yên tâm. Vậy thì sẽ rất làm ngại, sẽ thường đến làm phiền ông rồi. Em vừa mới giết anh Hoàng đó là có người đến rồi. Lấy được tiền em liền nhảy ra ngoài. Sau đó em trốn trên cây bên ngoài xem tình hình, đến khi hai nhóm người họ đều đi khỏi. Hai nhóm? Đúng, một nhóm đi đến đó trước, chắc là người của Quý gia. Còn nhóm còn lại là cảnh sát, do Tư Đồ Tuyết dẫn đội. Còn Dương Ngũ, em kêu người đi xử lý. Nên hiện giờ những người liên quan có thể kết án được đều đã chết. Một bọn ngu ngốc, làm loạn hết kế hoạch của anh. Vốn dĩ lập kế hoạch, nhân cơ hội này khiến tiền trang Quý gia phải sụp đổ. Đại thiếu gia đó của Quý gia thông minh hơn em trai hắn. Chỉ mấy câu nói đã khiến bọn người đến đòi rút tiền toàn bộ đều bị thuyết phục. Với lại Tư Đồ Tuyết nữa, không phải hạng vừa, phải cẩn thận đề phòng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chúng ta sẽ dùng tiền của Quý gia lập quan hệ với các thế lực ngầm, đánh đổ Quý gia. Vất vả rồi.